Chào các bạn và cả nhà. Đến hẹn lại lên, hôm nay Thu Dương sẽ làm trợ thủ cho các bạn ngày hôm nay. Lý do, tại hôm nay Thu Dương sẽ giới thiệu cho các bạn một gia đình cần thủ đã quy ẩn giang hồ rất là lâu mà hôm nay mới tái xuất giang hồ. Đây là gia đình ở bên vợ của Thu đây. Xin giới thiệu với cả nhà và các bạn, đây là mẹ vợ của mình, đây là ba vợ của mình, đây là em vợ của mình, còn đây là nàng tiên của mình. Hello cả nhà đi. Hello cả nhà. Rồi hôm nay coi trợ thủ Thu Dương mình sẽ làm gì nha các bạn. Chào các bạn, hôm nay giới thiệu cho các bạn là gia đình của bên vợ Thu hôm nay đi câu cá, toàn là những người là cần thủ ngày xưa không đó các bạn. Nay gió nhiều á các bạn hả? Cá gió nhiều họ nó không ăn lắm. Mà tối tối chiều chiều nó mới cắn nhiều các bạn. Wow, dính cá chê vàng đó các bạn. Ở Canada này cũng có cá chê vàng nữa đó. Các bạn muốn coi cá chê vàng Canada không? À, cá chê vàng nè các bạn. Đó, không thấy cá chê vàng đó. Cá chê vàng mà chiên hay là nướng mắm gừng là hết sảy luôn không các bạn? Các bạn thấy không? Toàn là cần thủ không đó, hơn 80 tuổi rồi mà câu là lúc nào cũng dính. Phải hép ra các bạn. À, các bạn thấy không? Bạn thấy cá không? Cá này là chiên giòn hết sảy luôn đó các bạn. Các bạn mà ở gần đây là chia cá các bạn luôn. Cho các bạn thoải mái luôn. Mà tại các bạn ở xa quá không có chia cá được. Ở nhà này là thích là câu cá nhưng mà không có chịu ăn cá nhiều. Câu xong đem đi cho. Thích cảm giác thôi các bạn, nghe là thích cảm giác thôi các bạn. Vô nữa rồi các bạn, thấy không, cá bự đó các bạn. Chờ chút cá cắn. Đây là gia đình cần thủ các bạn. Từng xuôi ngược giang hồ mai đây mai đó. Một thời nổi tiếng giang hồ các bạn. Rồi bây giờ quy ẩn giang hồ. Tại vì đã hơn 80 tuổi rồi các bạn. Cho nên lâu lâu tái sức giang hồ cho vui vậy thôi. Gia đình từ lớn tới nhỏ đều là cần thủ các bạn. Mình còn ba đứa con cũng là cần thủ nữa. Thử bữa nào giới thiệu cho các bạn biết ba đứa con mình nha. Em kéo cái phao bít vô để mà bán vậy mẹ ơi. Vô rồi đó các bạn. Nàng tiên của mình này vô cá rồi đó các bạn. Ý à. Nè, nàng tiên mình vô cá nè các bạn thấy không? Hết sảy luôn. Dính rồi mẹ, quay đi, kiểu quay đi. Quay lẹ lẹ lên. Thấy không các bạn? Cần thủ rồi các bạn. Vô nữa rồi đó các bạn. Đi vô đeo gì được. Ok. Vô nữa rồi các bạn.
tới hồi tòi cá ăn là mình gỡ không kịp đó nghe các bạn. Cá nữa đó các bạn. Vô nữa đó các bạn, thấy thấy cần thủ này câu gì dễ sợ không các bạn? Vô nữa các bạn, thấy cần thủ này câu không? Thấy các bạn thấy sợ chưa? Chắc nó sâu quá. Vô rồi, nàng tiên của mình vô rồi các bạn. Nó vô cái đám cây còn nữa. Vô rồi các bạn. Vô nữa rồi đó các bạn. Các bạn thấy cần thủ này không? Từng là xu ngược giang hồ mai đây mai đó đó các bạn. Nổi tiếng một thời luôn đó các bạn. Thấy không? Vô rồi các bạn. Nổi tiếng một thời luôn đó. Vô nữa rồi các bạn. Các bạn thấy không? Vô nữa các bạn. Cái này mà mình trợ thủ cùng hò cái mình té luôn đó các bạn. Tại vì dính nhiều quá, đi tới đi lui tới luôn là té luôn đó các bạn. Rùa đó hay gì? Nó đó. Các bạn thấy đây con rùa bự vậy nè các bạn. Nó ở ngoài kia đó, nó bơi ngoài kia. Cái bóc đen đen đó. Đó là nó đi tới đó rồi đó, đó. Cái chỗ đó chắc chắn đó, chỗ lên tim đó. Rùa bị lớn nè các bạn. Rồi nàng tiên vô rồi các bạn. Nàng tiên vô nữa rồi các bạn. Thấy không? Ngon không? Vô. Dây của em dùng quá, chừng dướng vô mẹ. Ủa, cá bự rồi các bạn. Cũng được. Nè mẹ cầm. Các bạn thấy không, trợ thủ này là nãy giờ là dính nhiều nhất đó các bạn. Cậu sát thủ này là nãy giờ dính nhiều lắm đó các bạn. Số 1 đó các bạn. Các bạn thấy không, đây là nổi tiếng một thời đó các bạn. Nổi tiếng một thời đó, đi tới đâu là thắng tới đó đó các bạn. Các bạn thấy cần thủ này không? Để cho ba cái mồi ngon giùm đi. Các bạn thấy không? Đây là cần thủ có tiếng đó. Rồi dướng dài, dướng. Mẹ hạ xuống. Ok, rồi. Đợi cá dễ ăn vô tới bụng luôn. Cá là lăn một chiếc giòn lên. Ok. Vô nữa rồi các bạn. Cầm đây này, cầm. Vô nữa rồi đó. Ok. Vô nữa rồi. Tìm cảm giác. Vô nữa rồi các bạn. Vô nữa rồi các bạn. Thấy cao thủ chưa các bạn? Nè, cá lớn rồi các bạn. Cầm.
dính rồi. Ba dính rồi, kéo. Vô đó các bạn. Dỡ con câu lên, dỡ con câu lên. Dỡ. Mẹ kéo. Em quay thẳng cái dây của em lên. Để hơi đi dưới. Dưới của bà, dưới của bà. Vô nữa các bạn. Ôi vô, vô, vô nữa rồi các bạn. Cái này là, cái này là cần thủ số 1 rồi, nãy giờ là dính nhiều nhất luôn đó các bạn. Nè, kiểu này trợ thủ làm sao nổi các bạn. Kiểu này cá ăn cho bụng luôn các bạn. Rồi mẹ. Kiểu này làm sao kịp các bạn. Chào cả nhà và các bạn. Hôm nay mình làm trợ thủ mệt quá chừng luôn. Hôm nay làm trợ thủ cho những cái cần thủ của gia đình cần thủ ngày hôm nay. Bây giờ buổi chiều giờ kết thúc buổi video buổi hôm nay. Để các bạn coi cái kết quả ngày hôm nay được bao nhiêu nha các bạn. Okay. Cái quả là bao nhiêu hả? Bao nhiêu đây là các bạn? Gần được nửa thùng cá rô. Cá này về chiên xù nha các bạn. Để nguyên con vậy, móc ruột ra bỏ vô chiên đếp rồi. Đây là cần thủ nè. Cái này là ba vợ, cái này là mẹ vợ. Còn kia là em vợ bỏ chạy, mất cỡ lắm. Còn đây là gì? Nàng tiên của mình. Cho nên bữa chiều hôm nay đây là cần thủ đó quý bà anh chị. Cho nên mẹ hôm nay là câu number one, ba number two. Ok, bây giờ chào các bạn nha. Hẹn các bạn cái video kế tiếp. Chào các bạn. Bye bye.